ready? Yeah. Everybody, let's go. Woo! Oh, yeah. Hey. L-O-I-A. 아, 너처럼 잘 어울리는 너야. 두 번째 플랜 먼저 딱 E.O.O. 두목 떨리는 두침 스탠바이 Q.R. 시간 되면 찾아 날래요. Yes 이런 거 어떤 것 같아? Oh yeah. Hey. M.O.I.A. 그 bùng nổ đến từ các bạn fan tại đây đã giúp cho tất cả chúng tôi cảm thấy hào hứng hơn với nhóm nhạc này. Chắc chắn là nhờ Minh Phương nói hộ tiếng lòng của tôi rằng Minh Dù cũng rất là hâm mộ Mamamoo. 네, 우리 남자 사회자분도 마마무의 팬입니다. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑해요 hết. 야. 감사합니다. Ở nhà thì Minh Dù có một cái bình nước của Mamamoo và có những cái chữ ký của Mamamoo trong đó nữa, rất là dễ thương. Thế thì trước tiên Minh Dù muốn là các bạn gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả tại Việt Nam được không ạ? 네, 먼저 베트남 시청자분들에게 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 네. Xin chào các bạn, chúng tôi là ASEAN Mamamoo. Mamamoo입니다. Đây là nét đặc trưng đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng thành viên ở trong nhóm nhỉ. 네, 이어서 각자 멤버 소개 부탁드리겠습니다. 네. 안녕하세요. 마마무에서 랩과 퍼포먼스를 맡고 있는 문별입니다. 문별
mọi người, tôi là Minh Nhân, người đảm nhiệm phần rap ở trong nhóm. 네, 안녕하세요. 마마무의 솔라입니다. 반갑습니다. 신짜오! 신짜오! 마마무! 안녕하세요. 마마무의 셋째 휘인입니다. 신짜오! 마마무의 또라 제휘고 마마무! 신짜오! 화사입니다. 마마무의 또라 화사! Các bạn biết nói tiếng Việt nhiều không? 혹시 베트남어를 조금 더 할 수 있을까요? 아니요. 신 chào các bạn chúng tôi là. 아, xin chào các bạn chúng tôi là Mamamoo đúng không ạ? Xin chào các bạn chúng tôi là Mamamoo. Wow. Rất là giỏi không ạ? Dạ, thế thì mình tập một câu mới đi. Tôi yêu các bạn. Yeah, I love you. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu. 한 문장 같이 연습해보세요. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu, yêu. 여러분 사랑합니다. 2, 3. Tôi yêu các bạn. Trời ơi. Giỏi quá trời giỏi luôn. Thường thì người quốc tế mà học tiếng Việt rất là khó, tại vì cái âm sắc nó khác nhau. Thế nhưng là các bạn trong nhóm Mamu rất là giỏi đúng không? Thế thì bây giờ các bạn có thể tâm sự đi nào. Bởi vì trước khi các bạn xuất hiện, nó có một cái đoạn video clip mà các bạn fan tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam, đã gửi về cho các bạn. Không biết cảm giác của các bạn như thế nào? 그 공연하시기 전에 그 베트남하고 태국에서 팬들이 그리팅 영상을 만들어 보내주신 것인데요. 혹시 그 소감이 어떠신지 좀 알려주시겠어요? 아, 좀 느리죠? 네, 일단은 이렇게 해외에 있는 우리 무무들, 팬분들이 저희를 위해서 이렇게 소중한 영상들을 만들어 주셔가지고 일단 너무너무 감사드리고 저희가 또 해외에는 자주 찾아뵙지를 못해가지고 되게 아쉬운 마음이 크거든요. 그래서 자주자주 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Đầu tiên là tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn fan ở nước ngoài đã dành tình yêu cho chúng tôi và đã gửi tặng cái video rất là ý nghĩa như vậy. Và Mamamoo cũng rất là tiếc bởi vì là chưa có nhiều dịp để mà có thể ra nước ngoài và gặp gỡ các Mamamoo ở các nước. Thì mong rằng là sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, thế thì cảm giác như thế nào khi mà tất cả các bạn fan club tại các nước tự tổ chức những cái buổi offline để có thể quay lại những đoạn video clip hát tặng những cái bài hát của Mamamoo dành cho nhóm ạ? 네, 아까 그 해외에서 해외에 가서 많이 찾아가지 못해서 아쉽다고 하셨잖아요. 그러면은 외국에서 베트남이나 뭐 다른 국가에서도 어플라이 파티를 해서 마마무의 노래를 하고 뭐 동영상까지 찍고 보내 주신 것을 보니까 마음이 어떠신지. 네. 네, 일단 네, 일단은 앞에서 말했듯이 저희가 아직 해외를 많이 이제 안 다녔다 보니까 많은 그런 해외 무무분들이 계신지 아직 실감을 잘 못하고 있었는데 이렇게 좋은 영상도 만들어주시고 저희한테 또 이런 좋은 추억을 만들어주시는 거에 대해서 너무 감사하게 생각하고 이번 이런 좋은 기회들로 인해서 앞으로 해외 무무분들도 많이 만날 기회가 많았으면 좋겠고 굉장히 귀여웠습니다. 네. Thì cũng giống như là một thành viên của chúng tôi đã chia sẻ là nhóm rất là cảm động khi mà có được những cái video mà các bạn tự tổ chức rồi các bạn tự quay những video rất là đẹp là gửi cho nhóm. Thì nhóm rất là tiếc khi mà chưa có nhiều cơ hội để gặp các Mamamoo ở nước ngoài và mong là trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hơn để đến tận nơi và gặp hết mọi người. Dạ vâng. Và nhắc lại cái kỷ niệm vào năm ngoái vào ngày 19 tháng 1 thì Mamamoo có sang Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ tất cả các bạn fan. Thế thì ngày hôm nay các bạn có muốn gửi gắm điều gì đến với các bạn fan tại Việt Nam không ạ? Thông qua app của VLive. 네, 그 작년 1월 19일 날 마마무도 베트남에 가서 공연한 기회가 있었죠. 그래서 이제 베트남 팬분들에게 인사 말씀이나 뭐 메시지가 있는지 네, 해주세요. 일단 저희가 베트남을 많이 찾아뵙질 못했죠. 그때 한 번이 마지막이었던 것 같은데 그래도 저희가 앞으로 이제 해외 쪽에서도 이제 많은 소통을 나누고 싶은 그런 계획이 있고 마음에 있고 하니까 베트남에서 우리를 기다려주고 계신 무무분들 조금만 더 기다려주시면은 저희가
빨리 계획을 짜서 가도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. À, chúng tôi cũng chưa có nhiều cơ hội để đến Việt Nam và vào ngày 19 tháng 1 năm ngoái thì là lần đầu tiên, cũng như đến thời điểm này đó là lần duy nhất mà chúng tôi đến được Việt Nam. Thì cũng mong là quý vị hãy tiếp tục dành tình yêu cho Mamamoo và chúng tôi sẽ lên kế hoạch là trong thời gian sớm nhất có thể thì sẽ đến Việt Nam và gặp trực tiếp tất cả các Mumu ở Việt Nam. Wow, đó là chính là một lời hứa hẹn đúng không ạ? Dành cho tất cả các bạn khán giả tại Việt Nam của chúng ta chờ đợi nhóm Mamamoo có thể sớm nhất quay trở lại Việt Nam của chúng ta và trình diễn thật là nhiều. À, từ lúc đầu thì cái bài hát vừa rồi đó chính là cái bài hát rất là dễ thương của nhóm và Minh Xù rất thích cái đoạn video clip của bài hát này luôn. Thế thì bây giờ không biết nhóm có thể chia sẻ cái dự định sắp tới đây của nhóm được không ạ? 방금 그 보여주신 그 공연은 UMUIA였죠? 네, 너무 멋진 공연이었는데 앞으로의 그 마마무의 계획 어떠신지 말씀해 주세요. 네, 저희 마마무는 이제 부산에 이번에 19일, 20일 부산 콘서트를 해요. 이제 그 일정이 끝나면 앞으로 뭐 새로운 계획은 그래도 이제 많은 해외 팬분들을 만나보는 게 저희의 잡혀 있는 계획이지 않을까 싶고 또 이제 좋은 노래로 또 돌아오는 게 저희의 목표인 것 같습니다. Đầu tiên là kế hoạch mà gần nhất của nhóm thì là khoảng ngày 19 đến ngày 22 sắp tới thì nhóm sẽ có một cái buổi biểu diễn tại Busan và ở đó sẽ có thể gặp được những Mumu của mình ở Hàn Quốc cũng như ở các nước đến xem. Và trong thời gian sớm nhất thì mục tiêu của nhóm là sẽ lên kế hoạch để có thể đến được nhiều nước hơn và gặp nhiều Mumu ở nước ngoài của mình. Đó chính là một dự định sắp tới và hy vọng rằng là trong đêm nay tất cả các bạn fan tại Hàn Quốc của chúng ta cũng sẽ bùng nổ với những tiết mục tiếp theo, có được không ạ? Yeah. Và bây giờ chắc chắn sẽ là một món quà đến từ Mamamoo bằng âm nhạc. 네, 지금까지 마마무의 즐거운 인터뷰 시간이었습니다. 네, 그러면은 다음 공연 기대해 보세요. 네. 여러분 준비됐어요? 네. 그럼 이어서 마마무의 공연 있겠습니다. 레고. Woo! 여러분 딸기가
직장을 잃으면 뭔지 아세요? 딸기 시럽. 고양이가 지옥을 가면 어떻게 되는지 아세요? 헬로키티. 여러분, 소금 유통기한 알고 계세요? 전일염. 자, 마지막으로 엄마가 좋아하는 무는? 마마무. 아! 잠시만요. 자, 지금은 자, 물 타임. 워터 타임입니다. 네. 여러분, 오늘 즐거우셨나요? 네! 오늘 이렇게 베트남 V앱과 또 한국에서 동시적으로 이렇게 네. 제가 만나뵐 수 있게 돼서 너무 영광이었고요. 블록버스터입니다. 네. 이렇게 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고 저희 마지막 곡으로 나로 말할 것 같으면 이라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 레고! 레고. 나로 말할 것 같으면 자신감 있는 여자 말하자면 느낌 있는 여자 자신 있으면 나를 따라 해본다 해보자 뒤따라와 뒤따라와 Follow me 화장은 여기에 귀찮으니까 No 줄은 안 해 그럴 필요 없어 예상에 점치기에 평범한 게 싫어 이런 내 모습 부모님께 감사해 Me, me, fall into something 깜발도 정신 like this 눈치 보지만 네가 바로 focus Hello, bonjour이야 아니야 세계가 꿈마다 매력이 있듯이 나로 말할 것 같으면 겨울에 네 손을 보면 여름이 되는 거야 I love you 나로 말할 것 같으면 자신감 있는 여자 말하자면 느낌 있는 여자 My baby 변하게 좋아 그게 나니까 조용만 안해 숨기지 못해 금방 조심해서 나를 모르는 소리 그냥 내 멋대로 내 시대로 해 My name is Musa 어디까지나 그냥 내 취향이니까 예민하지마 Complex nothing slick shoot 주어버 clash 내 스타일로 난 나를 변해 아직까지 말꼬리 잡는 어택 of the bright white Let's try it 나로 말할 것 같으면 자신감 있는 여자 말하자면 느낌 있는 여자 자신 있으면 나를 따라 해도 돼 해도 뒤따라와 뒤따라와 Follow me Yes, yes I am 나로 말할 것 같으면 Yes, I am Follow me Yes, I am 웃을 때 인디언 보조개와 코치 근데 아주 칭찬해 나도 말할까
있냐? 알아주시길 해. 나도 말할 것 어 같으면 말할 것 같으면 제 나로 말할 것 같으면 소리 질러 감사합니다. Các bạn thân mến, đó chính là phần trình diễn của Mamamoo rất là sôi động và tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ một tràng pháo tay lớn cho những nhóm nhạc của chúng ta trong em Sorry in Korea. 한번 우리 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. Wow, không khí về cuối là rất là nóng đúng không ạ? Và tất cả chúng ta có thể dành những tràng pháo tay cho họ. Đầu tiên một tràng pháo tay lớn cho Monster. Để 먼저 Monster 박수 부탁드릴게요. Một tràng pháo tay cho Lam. Lam입니다. Một tràng pháo tay lớn cho Mamamoo. Mamamoo입니다. Và đó chính là POV. POV입니다. Cuối cùng đó chính là Abi The Boys. Và một tràng pháo tay cho tất cả các bạn khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ở đây. 그리고 응원으로 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. Xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin được chúc cho các nghệ sĩ của chúng ta những nhóm nhạc rất là nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có được những sự thành công hơn nữa trong tương lai, đặc biệt là được các bạn khán giả yêu mến nhiều hơn. 오늘 참여해주신 한국하고 베트남 가수분들에게 더욱더 많은 성공을 바치기를 바랍니다. Yep. Thế thì bây giờ không biết là trước khi kết thúc chương trình cảm xúc của các bạn khi tham dự vào đêm rất đặc biệt của em Story in Korea như thế nào ạ? Đầu tiên chắc có lẽ là nhờ Minh Phương hỏi nhóm Abi The Boys nhé. 네, 이어서 지금 오늘 이 M Story in Korea 출연한 소감이 어떤지 궁금한데요. 그래서 먼저 네, RBW Boys부터 드릴게요. 아직 저희는 연습생 신분이라서 아까 말씀드렸다시피 만나뵐 수 있는 기회가 적어서 항상 아쉬웠는데 이렇게 만나뵙게 돼서 정말 감사했고요. 앞으로도 자주 만나뵙으면 감사하겠습니다. 네. 네, cũng giống như những tôi đã chia sẻ thì chúng tôi là những người rất là mới cho nên là rất là vui khi mà có dịp đứng ở đây để gặp mọi người ạ. POV. 네, 저희가 7월 26일에 데뷔를 했는데요. 아직 데뷔한 지 얼마 안 됐는데 이렇게 베트남 V앱에 출연할 수 있어서 너무 감사하고 앞으로도 많은 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Nhóm nhạc của chúng tôi rất là mới bởi vì chúng tôi mới ra mắt vào ngày 26 tháng 7 chưa được bao lâu thì rất là mong là sẽ nhận được nhiều tình yêu từ quý vị ạ. Tiếp tục ạ. Xin mời Mamamoo. 오늘 M스토리에 저희 마마무를 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 앞으로도 M스토리도 승승장구하시길 바라겠고 저희 마마무도 관심 많이 가져주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 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 Tôi xin gửi lời cảm ơn đến V-Live vì đã mời chúng tôi tham gia vào M-Story in Korea ngày hôm nay và mong là chương trình sẽ ngày càng phát triển cũng như là quý vị hãy dành thêm nhiều sự quan tâm cho chúng tôi ạ. 감사합니다. Tiếp tục nhóm Lam xin mời các bạn. 네, 저희 라임도 앞으로 더 열심히 해서 더 노력하겠습니다. 많이 기대해 주시고 사랑해 주세요. 감사합니다. Rồi, Monster. Cảm xúc của bọn em thì bọn em cảm thấy rất là vui khi được có mặt ở đây và được biểu diễn cùng với những nhóm nhạc ở Hàn Quốc rất là xinh đẹp và tài năng như thế này và mong rằng trong thời gian sớm thôi thì bọn em sẽ được quay lại Hàn Quốc và gặp lại mọi người ạ. 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 M Story in Korea 무대를 통해서 다른 뭐 마마무이나 뭐 POV나 RBW 볼즈를 만나게 돼서 큰 영광이라고 생각합니다. 또는 곧 빠른 시일 내에 다시 한국에 와서 다시 공연해 줄 수 있으면 좋겠습니다.
Xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và giống như lời một thành viên trong Mamamoo có chia sẻ rằng là hãy luôn luôn yêu mến Em Story, bởi vì là sau chương trình này chúng tôi sẽ có Em Story Season 2 với rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn tại Việt Nam. Và hy vọng rằng là một ngày không xa chúng tôi sẽ quay trở lại Hàn Quốc và có những chương trình đặc biệt như thế này để dành tặng cho tất cả quý vị và các bạn. 네, 아쉽게도 M Story in Korea 여기서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 그리고 다음 주 월요일 오후 7시 새로운 모습으로 다시 시청자 여러분들께 찾아가는 M Story Season 2도 많이 사랑해 주세요. Thank you so much. 네. Thế bây giờ Minh Phương có thể giúp Minh Sù dịch lại cho các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái điều gì đó bùng nổ nhất trong buổi tối ngày hôm nay được một bằng một cái câu slogan gì được không ạ? À? 이제 같이 하는 슬로건으로 같이 하는 걸로 할 거예요. 그 제가 하나 둘 셋 부르면은 여러분도 다 같이 이렇게 V, V는 V Live이고 M은 M Story입니다. 그다음에 화이팅 이렇게 같이 해주세요. 여러분도 같이 해주세요. Yeah, we do it together. 네, tất cả chúng ta làm cùng nhau luôn ha. Và nhờ các bạn khán giả chúng ta sẽ đồng thanh cùng M Story fighting được không ạ? Yeah. 시작할까요? 준비됐어요? 네. 네. 하나. Bây giờ mình khoan, bây giờ mình sẽ xếp hàng đi để cho hai nhóm nhạc nam lên phía trước ạ. 네, 남자분들 앞으로 나와 주세요. 아. 와, các bạn ngồi xuống ạ. À, xin mời. Are you ready? 준비됐어요. 아, các bạn đơn giản thôi. Em sorry crying. Thế là đúng nhá. 네. 하나, 둘, 셋. M Story Fighting. Xin chào và hẹn gặp lại. Love you. Thank you. Love you. 감사합니다. 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 네, 수고하셨습니다.